Gần đây trong kỳ nghỉ chú xíu, Jeongyeon đã đoàn tụ với gia đình tại ngôi nhà mới của họ. Gia đình Jeongyeon vừa chuyển đến một khu phố mới. Và thật ngạc nhiên có một số gương mặt quen thuộc sống trong khu phố này. Trong fan meeting, Jeongyeon hào hứng tiết lộ rằng cô ấy có một số hàng xóm quen thuộc. Tôi đã về nhà bố mẹ tôi khoảng một tháng trước. Và điều thú vị là cha Aeryeon và cha Aeryeon sống trong cùng khu phố với tôi. Hóa ra Jeongyeon sống trong cùng một căn hộ với gia đình chị em cha E. Cô ấy cũng tiết lộ rằng gia đình của Changbin cũng sống trong cùng căn hộ đó. Cha Aeryeon đã được fan hỏi làm thế nào mà cô phát hiện ra mình là hàng xóm của Jeongyeon. Cô ấy nói rằng cô ấy phát hiện ra trong kỳ nghỉ chú xíu. Khi đang ở nhà, cô ấy bất ngờ nhận được tin nhắn từ Jeongyeon. Jeongyeon đã nhắn tin và hỏi tôi có ai ở lại khu phố này hay không. Và tôi nói it's me. Lia hỏi tại sao Jeongyeon lại nghi ngờ mình là hàng xóm của cha Aeryeon. Cha Aeryeon giải thích rằng hai chị em cô ấy có cùng cảnh trên ảnh đại diện Cacao Thoát. Cảnh đó là căn hộ mà gia đình Jeongyeon và cha Aeryeon đang sống. Và sau khi xem ảnh đại diện của họ, Jeongyeon đã nhận ra điều đó. Jeongyeon thậm chí còn gửi cho cha Aeryeon một bức ảnh ở cùng vị trí. Tại fan meeting, Jihyo đã dục Jeongyeon kết bạn với những người hàng xóm mới. Và có vẻ như Jeongyeon và cha Aeryeon đã rất thân thiết. Jeongyeon đã biết các chị em cha E vì họ đều là thực tập sinh cùng nhau tại JYP. Trước thẻ visa, cha Aeryeon thậm chí đã nhờ ăn đi Jeongyeon cho lời khuyên về môn đấu vật của Hàn Quốc. Và bây giờ, có vẻ như tình bạn của họ sẽ trở nên thân thiết hơn.